không điều gì xảy ra mà không có lý do. Nếu chúng ta có lỗi với ai đó, dù vô tình hay cố ý, chúng ta sẽ nhận lãnh hậu quả vào một ngày nào đó hay các kiếp sống nào đó. Hàng trăm năm hoặc hàng ngàn năm sau, nó sẽ kết trái. Như Đức Phật nói, Ngài chỉ đá vào đầu một con cá chết, đã chết rồi, chỉ để xem nó đã chết hẳn chưa. Và rồi Ngài bị nhức đầu trong hiện kiếp khi Ngài là Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn nhiều điều khác. Sống ở trần gian này, chúng ta không thể nào tránh khỏi tạo nghiệp quả, đó là vấn đề. Nếu quý vị nhớ những chuyện tôi đã đọc về tiền thân của Đức Phật, quý vị sẽ nhớ. Hoặc có lẽ nhiều chuyện tôi chưa kể quý vị nghe. Ngay cả Đức Phật, Ngài đã từng là Phật hằng hà sa số kiếp rồi, trước khi Ngài trở thành Phật Thích Ca Mâu Ni, trước khi Ngài tiếp tục tái sinh trên tinh cầu này để gieo duyên với những chúng sinh khác. Trước đó, Ngài đã là Phật rồi. Đó là lời Ngài nói, và Ngài đã như thế đó. Tuy nhiên khi Ngài trở lại, khi Ngài tái sinh làm người, Ngài phải tái sinh làm người. Ngài đã phạm nhiều lỗi lầm, hoặc do hoàn cảnh, bị người khác khiêu khích, hoặc vì hoàn cảnh đưa đẩy Ngài làm điều đó. Rất, rất nhiều lần, và rồi Ngài phải chịu hậu quả trong những kiếp khác. Ngay cả Đức Mahavira trong những lần tái sinh trước đó, Ngài đã làm gì đó cũng không nhân từ lắm với người nào đó. Có lẽ là với người này, nếu chúng ta nhìn về xa hơn, xa thật xa vào sự hiện hữu của tất cả chúng sinh, chúng ta sẽ có thể thấy rằng có lẽ chúng sinh này đã làm điều gì đó đối với Ngài. Và rồi Ngài trong kiếp đó đã làm gì đó chống trả lại họ. Bị nghiệp lực không thể tưởng tượng thúc ép mà mình cũng không cưỡng lại nổi với tất cả sức mạnh, với tất cả trí huệ, với tất cả kiến thức của mình, với tất cả thiền định đã học và tu tập cùng với đức hạnh, nhưng vẫn phải xuôi theo dòng nghiệp quả. Quả vậy, nó là sự thật. Có nói ở đây rằng không có gì xảy ra mà không có lý do, mặc dù chúng ta không thấy lý do đó, không thấy rõ ràng rằng lý do này khiến cho điều đó xảy ra. Không, không thấy. Nên trong kiếp này, dù chúng ta được thọ tâm ấn và dù chúng ta thiền rất nhiều, đôi khi vẫn có chuyện xảy đến với mình, mặc dù đã được giảm phần nào, đã được làm cho suôn sẻ hơn rồi, chúng ta vẫn cần phải lãnh nghiệp, hiểu chứ. Ngay cả Minh Sư cũng không ngoại lệ, ngay cả chư Phật cũng không ngoại lệ. Ít nhiều chúng ta cũng phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Bất kỳ khoản nợ nào mình đã tạo ra từ nhiều kiếp trước mà thậm chí mình không nhớ nổi, hoặc thậm chí nhớ được. Nhớ hay không, chúng ta vẫn phải trả. Sám hối thôi, không đủ. Vấn, nghiệp xấu của chúng ta có thể được tiêu trừ qua sám hối không? Sư phụ, không thể được, sám hối không đủ. Bởi vì tâm sám hối của mình có giới hạn trong khi nghiệp xấu của mình quá lớn. Chúng ta chỉ có thể dùng lực lượng vạn năng để rửa nghiệp xấu vô hạn đã tích lũy đời đời kiếp kiếp. Lực lượng vạn năng này là Phật tánh, là thiên quốc của chính chúng ta, hoặc là đạo của chính mình, là đại trí huệ. Chỉ khi khai mở trí huệ, chúng ta mới có thể rửa nghiệp xấu từ đời đời kiếp kiếp. Sám hối chỉ có thể rửa được chút ít nghiệp xấu thô thiển hoặc hữu hình. Sám hối không làm gì được đối với nghiệp xấu vô hình mà chúng ta ghi nhận bên trong, từ đời đời, kiếp kiếp. Sự đau khổ chỉ tăng thêm sau khi chết. Vấn, con vẫn thường nói về sự khẩn thiết của hâm nóng toàn cầu cho bạn hữu và gia đình. Đa số họ nghĩ rằng nếu sẽ tận thế thì mặc kệ. Đối với họ, thế gian có quá nhiều đau khổ, cho nên nếu là tận thế đó cũng là sự chấm dứt mọi đau khổ. Kính xin sư phụ khai thị, con nên làm sao để đối phó với sự suy nghĩ thế này? Sư phụ, quan niệm này không đúng lắm. Mặc dù tôi hiểu họ nói gì và hiểu đích xác họ cảm giác thế nào, nhưng đây không phải đúng cách để đối phó với sự đau khổ.
Bởi vì bất cứ sự đau khổ nào của chúng ta ở đây cũng chỉ là tạm thời. Cho nên nếu chúng ta không sửa đổi sự đau khổ ở đây, thì sau khi chết, thậm chí sẽ càng đau khổ hơn. Hiện kiếp không phải là điều để lo ngại, mà cái đáng lo ngại là nhân quả xấu, là nghiệp quả xấu sẽ tiếp tục theo đuổi chúng ta như cái bóng, bất cứ là chúng ta đi tới đâu. Do đó, không phải là chúng ta thoát khỏi địa cầu rồi sự đau khổ sẽ chấm dứt. Không bao giờ chấm dứt. Trừ khi mình kết liễu sự đau khổ ở đây, lúc này nó sẽ không bao giờ chấm dứt nơi nào khác. Nếu chúng ta tiếp tục đi về hướng Nam, hoặc chúng ta đi từ Sydney đến phía Nam, hoặc chúng ta đi từ Sydney đến phía Nam, hoặc tiếp tục đi đến Perth và rồi xuôi Nam, hoặc tiếp tục đi đến Brisbane rồi đến phía Nam, chúng ta vẫn là đi hướng về phía Nam. Nếu bây giờ không ngừng lại và quay đầu về hướng Bắc, chúng ta sẽ không bao giờ ngưng việc đi về phía Nam. Chúng ta không ngừng lại cho đến khi đến miền Nam hoặc tiếp tục đi hướng Nam. Nên nói với họ, nếu không kết liễu đau khổ bây giờ, chúng ta sẽ không bao giờ kết liễu nơi nào khác. Và đó là vì sao tôi muốn cứu địa cầu. Để người ta có cơ hội nhận ra sự vĩ đại của họ, có thời giờ để suy nghĩ và họ nên chỉnh đốn lối suy nghĩ, cuộc sống của họ tốt đẹp hơn ra sao, hầu thích hợp hơn với một con người, vốn là con cái của Thượng Đế. Họ có nhiều thời giờ hơn để chỉnh đốn lại, sắp xếp lại, xây dựng lại cuộc sống cho xứng đáng là con cái của Thượng Đế, xứng đáng là một chúng sinh cao thượng trên địa cầu. Chúng ta muốn cho họ thời gian, đó là lý do mà tôi muốn cứu địa cầu. Tôi lo lắng không phải cho nhục thể mà cho linh hồn của họ, hậu kiếp của họ. Vì nếu họ không dứt đau khổ ở đây, họ sẽ mang đau khổ với họ, hoặc đau khổ sẽ theo đuổi họ khắp nơi. Nếu quý vị không thay cái áo hồng của mình bây giờ mà tiếp tục đi cả ngày với nó, quý vị làm sao trông khác đi được? Quý vị đang mặc áo hồng và dù không thích các áo hồng chút nào, nhưng nếu quý vị bước ra khỏi thiền đường lúc này, quý vị vẫn đang mặc màu hồng. Cho nên, nếu không thích áo hồng, quý vị hãy thay áo. Và rồi dù quý vị vẫn ở trong trung tâm hoặc đi ra khỏi đó lúc này, quý vị trông đã khác. Quý vị trông khác. Nói với họ như vậy. Nếu anh không thay áo, áo đó sẽ ở trên người anh, bất kể anh đi tới đâu. Sự đau khổ sau khi quý vị lìa trần sẽ càng trầm trọng hơn bây giờ. Giả sử bây giờ nhìn thấy người ta đau khổ, quý vị không chịu được. Nhưng những người đang ở trong nhục thân, dù họ đau khổ về thân thể vật chất và tinh thần, có thể là chút ít, vẫn không nặng nề như khi quý vị mất đi nhục thân. Người ta nói khi xuống địa ngục quý vị đau khổ hơn, bởi vì mọi việc sẽ trở nên rõ ràng, và quý vị sẽ biết mọi việc. Quý vị sẽ hiểu được nhân quả xấu của mình, những việc xấu quý vị đã làm trong tiền kiếp, và quý vị sẽ hiểu mọi điều xấu mà quý vị từng làm cho bản thân, và bất cứ ai khác, hoặc thú vật. Rồi sự đau khổ của quý vị sẽ lớn hơn, mãnh liệt hơn, hàng trăm lần, hàng ngàn lần, hàng triệu lần nhiều hơn sự đau khổ mà quý vị nhìn thấy ngay lúc này trên địa cầu. Vì một khi không có thân thể, chúng ta sẽ nhận biết mọi việc nhiều hơn. Chúng ta thấy rõ mọi việc và sự đau khổ sẽ tăng thêm. Dù chúng ta nhận biết được những điều sai trái mà chúng ta đã làm, và chúng ta sẽ ngày càng xa cách đại ngã của mình. Và sự đau khổ thật không thể tưởng tượng. Đó là lý do chúng ta phải cứu địa cầu, cứu nhân loại để họ có cơ hội trở về với đại ngã của họ và tự cứu chính mình. Chia sẻ nghiệp quả. Nếu nghĩ đến người nào đó, quý vị chia sẻ nghiệp quả của họ, vì tất cả chúng ta kết nối với nhau bằng cách này hay cách khác. Nếu quý vị nghĩ đến họ hay quý vị thương họ, hay quý vị thích họ trong tư tưởng, thì quý vị kết nối với họ. Nếu quý vị có thể thấy năng lượng của quý vị sẽ giống như chiếc cầu, đi từ quý vị sang người đó. Và bất cứ gì người đó có, cũng qua chiếc cầu ấy sẽ tới lui tới quý vị. Và bất cứ phước lành nào quý vị có, hay nếu quý vị cao hơn, thì phước lành đi sang người đó. Nếu người đó cao hơn,
thì phước lành sẽ đi sang quý vị hay trao đổi tới một mức nào đó. Trà trộn với người trong xã hội thì không thể tránh được đôi lúc chúng ta bị bầu không khí của họ làm ô nhiễm. Phước báo của mình bay sang thân thể người ta, dù cho họ không muốn. Khi có hai ống nước hay hai thùng đầy nước, mực nước của cái này cao hơn mực nước của cái kia, thì nước chắc chắn sẽ chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp. Vì vậy, nếu muốn bảo vệ cho mình, muốn đóng ống nước lại, thì mình phải liên tục niệm các hào danh. Chỉ có cách đó thôi. Càng ít nghĩ tới thế tục, chúng ta sẽ càng lấy ít nghiệp chướng. Càng nghĩ đến thầy của chúng ta càng được nhiều phước báo. Càng nghĩ tới vị minh sư, chúng ta càng giống như ngài vậy. Linh hồn và bản ngã. Vấn: con không hiểu như thế này. Cái phần tái sinh của mình đó là ngã chấp hay nhân cách? Cái phần tái sinh của mình đó, nơi đâu? Linh hồn vẫn còn ở thiên đàng phải không ạ? Con nghĩ là con không hiểu. Sư phụ: còn tùy, linh hồn cũng có thể ở địa ngục. Vấn: vậy thì có phải ngã chấp, nhân cách điều khiển nơi mà linh hồn đi, nó phạm lỗi lầm và linh hồn phải đi cùng, kiểu như tù nhân, hay là linh hồn tạo một số quyết định ở đó? Sư phụ: nếu linh hồn mạnh mẽ hơn, nếu quý vị tiếp cận với đẳng cấp cao hơn của linh hồn ở những đẳng cấp khác nhau, nhưng kết nối liên tục với nhau. Không phải linh hồn chỉ ở nơi nào đó cố định, cho nên nếu đầu óc muốn, nó có thể tiếp cận linh hồn này. Nhưng đầu óc luôn luôn xen vào, không để quý vị tiếp cận với tự tánh cao hơn của mình. Do đó, nếu quý vị tu pháp môn Quán Âm, và mặc dù nhân cách của quý vị hầu như vẫn giống như cũ, nhưng có lẽ ngã chấp của quý vị sẽ ít hơn. Và đầu óc sẽ chịu khuất phục hơn. Và rồi linh hồn có thể kết nối cùng nhau từ những đẳng cấp khác nhau. Không phải như đức quảng từ đẳng cấp thứ 5 và rồi đức, và đẳng cấp thứ 4 và đức mà không có kết nối. Không đúng, mà là kết nối toàn bộ linh hồn của mình. Vấn: vậy lỡ ngã chấp chọn làm gì đó thật sự rất xấu, thì linh hồn phải đọa địa ngục. Đúng rồi. Vậy linh hồn chỉ bị mắc kẹt bởi những lựa chọn của ngã chấp ạ? Sư phụ: linh hồn phải kết nối với thân thể, do đó nó phải chịu những hậu quả. Đó có nghĩa là chủ nhà không kiểm soát được người trong nhà, thì phải chịu hậu quả. Vấn: vậy có bao giờ sẽ có một lúc mà ngã chấp nói mình sẽ bắt đầu tu hành? Sư phụ: ngã chấp sẽ không bao giờ làm vậy. Mình chỉ phải tu hành nhiều thêm và rồi học hỏi từ kinh nghiệm, hoặc hoàn toàn từ ý lực, hoặc lực lượng tâm linh để khuất phục ngã chấp. Sau đó các tế bào sẽ biến mất. Tế bào vật chất hay tế bào ngã chấp sẽ không còn chỗ để hiện hữu trong đời mình nữa. Rồi linh hồn sẽ điều khiển nhiều hơn và tạo nên những quyết định hay hơn, rồi hay hơn nữa, và mãi mãi tốt hơn. Vấn: thế đối với người bình thường không phải đồng tu, linh hồn họ có tạo ảnh hưởng gì không ạ? Hay linh hồn họ chỉ bị mắc kẹt bởi những gì ngã chấp họ làm? Sư phụ: không phải, linh hồn luôn luôn cố gắng để tạo ảnh hưởng, chỉ là ngã chấp, đầu óc quen nghe lời ngã chấp và thói quen. Và đôi khi linh hồn phải ra khỏi thân thể để nghỉ ngơi, tránh việc phấn đấu này. Đó là tại sao quý vị ngủ, vì mệt mỏi. Nếu quý vị tu thiền, thì luôn luôn tốt hơn. Ngã chấp không phải lúc nào cũng đỡ hơn, nhờ tu hành không thôi. Mà đôi khi nó phải bị cắt bớt bởi thảm họa thế gian, bất hạnh và phiền lụy cá nhân. Và bởi người khác nữa. Hoặc bởi một số sự kiện không mấy dễ chịu, rồi mình trở nên khiêm tốn hơn. Đó nghĩa là ngã chấp càng ngày càng ít hơn. Vì vậy hãy mở rộng vòng tay chào đón phiền lụy và tai họa. Đây là những con dao sắc bén để cắt bỏ nhiều rác rến của mình. Trích đoạn từ các bài khai thị của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các bản tin, trong các bài lời pháp cam lồ, và trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.